Tiểu Vy khiến ai nấy tròn mắt với màn hở bạo bên trời Tây. Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy tung một ảnh đẹp hút hồn tại Ý. Nàng hậu diện một combo đồ màu sắc nền nã, khoe sách thơ thẫn trên thuyền. Thiết kế mới đầu còn hơi hướng công sở, nhưng ngờ đâu, sau đó quý cô đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi táo bạo không cài cúc áo. Người đẹp mặc chiếc bra đồng màu, khoe thềm ngực căng tràn nảy nở. Sắc vóc nụt nà của Hoa hậu Tiểu Vy khiến cư dân mạng suýt xoa. Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngay từ những ngày đầu tham gia hành trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy đã nhận cơn mưa lời khen vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt hoàn hảo, không một chút nhược điểm. Chính vì vậy, khi đăng quang Hoa hậu, Tiểu Vy nhận được sự ủng hộ của công chúng. Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Thế nhưng mới đây, nàng hậu gốc Quảng Nam lại vướng nghi vấn hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Không để tin đồn lan truyền thêm, nàng hậu đã chính thức lên tiếng phủ nhận, đồng thời lên án những người đưa thông tin bịa đặt để câu tương tác không đúng về mình. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.